Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Estin For hỗ trợ tăng cường nội tiết, níu giữ nét xuân. Không biết nhỏ đáng ghét đang làm gì vậy cả. Ê, làm gì vậy? Mình vui thôi. Vui thôi mà. Đưa đây cho tao. Không được, cái này là cũng mừng. Ê, sao đồ ngã kìa? Hả? Đâu? À. Thôi, trả lại cho mình đi. Đưa mà. Viết mà viết cái gì đây? Mày viết gì á? Ờ, thì tại mình thích đọc truyện tranh, với lại không có tiền mua nên chị mình kêu viết thử coi sao. Đau bụng quá à. Mày cũng viết truyện tranh nữa hả? Tác giả truyện tranh Tâm Tanh Lanh Chanh. Ôi nè, trả lại cho mình đi, nhanh lên. Đưa đây, mày thả tao ra. Trả lại cho mình. Tao đã nói rồi, bất cứ cái gì trong nhà tao đều là của tao hết. À. Tâm Anh, xuống đây giúp chị cái này. Dạ. Tập trung nha, tập trung nha, cố gắng thắng chừng này nha bạn. Dĩ nhiên rồi. Hai anh ơi, hai anh, em kể này cho hai anh nghe nè. Cái này mắc cười lắm. Nhưng Tâm Anh hôm nay cũng phải đặt viết chuyện nữa. Câu chuyện nó đặt tên là Câu chuyện về cục phân em bé. Cái con nhỏ này đúng là dơ bẩn. Cái đó mà nó cũng viết được hết trời. Đúng không? Để em đọc cho hai anh nghe nha. Vô. Câu chuyện có tựa đề Phân Em Bé. Cái gì kỳ vậy? Đúng rồi, kỳ thiệt chứ bộ. Trong bồn cầu nọ có một cục phân em bé khóc lóc rất đáng thương. Cục phân mà làm gì biết khóc được nữa, tưởng nó là người chắc, đúng là đồ điên thiệt. Em đọc tiếp tục nha. Vô. Chị gió bay qua thấy vậy cất tiếng hỏi. Cái gì vô duyên vậy, đi qua đây nè. Chó làm gì có miệng mà cất tiếng hỏi chứ. Em cũng thấy vô duyên, nhỏ này đúng là đồ điên thiệt mà. Đau bụng quá. Nhạt nhẽo thiệt chứ. Phân em bé à. Phân em. Phân em bé à. Phân em bé à. Phân em bé à. Vì sao em khóc? Ba em vẫn còn trong bụng người ta. Chỉ có mình em rơi xuống đây thôi. Em đừng khóc nữa. Ba em sẽ ra ngay mà. Em ráng chờ thêm một chút nữa thôi. Ba ơi, khi nào ba mới nghe với con vậy? Lúc đó, bỗng nhiên có một tiếng động lớn. Nước chảy xối xả, cuốn trôi đi cục phân em bé. Ba ơi, ba ơi. Phân em bé hét lên trong sự sợ hãi. Nhưng cuối cùng cũng bị cuốn trôi theo dòng nước. Phân em bé rơi xuống cống, nhưng may mắn là nó đã leo lên được một hộp giấy nhỏ. Nhưng bất ngờ, lúc đó bỗng nhiên xuất hiện một đàn chuột độc ác. Cục phân em bé này coi cũng được đó chứ. Phân em bé nghe chuột nói thấy sợ quá, liền quay đầu bỏ chạy. Lũ chuột đuổi theo, bắt cục phân em bé. Cục phân em bé dần dần đuối sức không chạy được nữa. Và ngay lúc đó... Ủa? Sao vậy? Hết rồi hả? Hí, cái con nhỏ này thiệt là. Chào hai đứa. Dạ, con chào dạ. Cô. Con chào cô. Nè, con lấy cà rốt với rau củ khoai tây đồ con rửa sạch rồi cất tủ lạnh cho cô. Dạ. Ngày hôm nay con nấu cháo với lại khoai tây cà rốt với đậu Hà Lan nha. Mỗi ngày là phải thay đổi một món cháo. Cô nhất định là phải trị dứt cái bệnh táo bón cho con làm chi mới được đó. Dạ, con biết rồi cô. Ờ, còn một chuyện này nữa, con gom hết đồ vét của mọi người á để cho cô đi hấp nha. Dạ, con biết rồi cô. Cô đi công chuyện lát cô về. Dạ. À! Ui á! Mà viết đoạn tiếp theo liền đi. Nhưng mà mình chưa viết đoạn tiếp theo mà, bạn nói gì vậy? Nhưng gì nữa lên viết đi. Khoan đã, khoan. Khoan đi. Không biết khi nào mà nhặt xong cái đống này. Số tôi khổ quá vậy trời. Ủa? Sao em lại ở đây? Hả? À, Lan Chi nó bắt em vẽ chuyện cho nó đọc á. À. Thôi em vẽ cái gì nữa.
Ủa sao con lạc giá vậy? Bất đắc dĩ lắm con phải làm thôi. Ủa rồi bà đứng đâu khoai cháo? Bất đắc dĩ bà mới phải làm thôi. Làm gì vậy? Giết ông chưa? Mình nằm nãy giờ mình nghĩ ra đoạn cuối mà nó không ra. Trời ơi là trời, tôi á phải dưới nhặt từng cọng giá gì nè, mà nó nằm ở đây nó hưởng thụ, mày sung sướng quá mà đúng không? Khổ cái tấm thân này. Nhưng mà không có nhân trả gì hết cho, đưa đây cho tao. Vậy thì bạn đọc được bao nhiêu thì đọc. Khổ tấm thân này quá mà. Tôi cũng khổ quá. Và cũng ngay lúc đó có một âm thanh không biết từ đâu phát ra. Bạn hãy đi hướng này. Phân em bé vội nhảy lên hộp của phân chuột bé. Mình sẽ chỉ cho bạn con đường để chạy thoát. Mình là phân chuột bé. Còn mình là phân em bé. Đi theo con đường của phân chuột bé chỉ, cho nên chúng đã thực sự thoát được ra ngoài. Chỗ này an toàn rồi, mình phải về nhà đây. Nếu bạn không có chỗ nào để đi thì hãy về đó với mình. Phân chuột bé nói một cách thân thiện. Mình phải ở đây để chờ ba mình tới. Sau khi chia tay với phân chuột bé, phân em bé đã ở đó một mình chờ ba. Phân em bé rất nhớ ba, càng nhớ phân em bé càng thấy cô đơn. Phân em bé giật mình vì nghe tiếng rào rào, điều bắt đầu nặng hạt. Phân em bé bị tan dần trong nước mưa và trôi đi mất. Đừng mà, tan trong nước thì làm sao gặp ba? Ủa, lại hết ngang giữa chân rồi. Cái con nhỏ này thiệt là. Vô đây mày ngồi mày viết đi. Nè, ngồi xuống viết. À khoan đã, làm chi? Sao mày chưa chịu ngồi xuống viết nữa? Chẳng phải bạn Đức biết mình sử dụng đồ trong phòng bạn hả? Thì tại tao hết cách nên tao mới cho mày sử dụng đó. Giờ mày ngồi xuống mày viết nha. Mày viết xong mày báo cho tao liền. Tao ngồi tao canh mày á. Ngồi xuống. Đó, màu đó, cũng tô đi. Gì? Sao chưa chịu viết nữa? À, Lam Chi nè. Bạn có thể cho mình mượn cái giấy chì này của bạn nữa. Cái con nhỏ này, mày còn dám hả? Ờ, không được thì thôi. Thiệt tình, nó làm khó tôi hoài. Cảm ơn Lam Chi nhiều. Viết đi. Lam Chi nè, nếu như mà được uống một ly sữa thì chắc mình sẽ viết hay hơn nhiều. Mày còn đòi thêm sữa nữa hả? Khỏi. Mày đợi đó nha, tao đi lấy cho. Cảm ơn Lam Chi nhiều. Thì đi ra ngoài. Lam Chi, bạn không ngủ không? Mắc gì tao phải ngủ. Xong rồi thì đi ra ngoài. Khoan đã Lam Chi. Trong lúc bạn đọc cái này á, bạn cho mình mượn thú nhồi bông của bạn được không? Không được, đi ra ngoài. Đi, đi, đi. Đi ra ngoài. Cả ngày mưa rơi không ngớt, tới tối vẫn còn mưa. Đã nói là mình không được ngủ mà, sao cứ buồn ngủ hoài vậy? Ba ơi, con buồn ngủ quá, ba ơi. Thế là Phân em bé chìm vào giấc ngủ. Hôm sau, khi trời hừng sáng, Phân em bé hòa vào dòng nước mưa và trôi đi từ lúc nào. Chị gió bay ngang qua, thấy vậy cũng tiếc thương cho Phân em bé. Thật là đáng thương, cuối cùng Phân em bé đã biến mất mà chưa kịp gặp ba. Ước gì Phân ba tìm được Phân em bé. Có một cô bướm xinh đẹp
bay ngang qua cũng cảm thấy buồn khi nghe câu chuyện này. Và rồi một ngày nọ, ngay tại chỗ Phân em bé chờ ba ngày trước, đã mọc lên một cây non. Chị Gió nhẹ nhàng hỏi: Em ở đâu tới đây vậy? Chị chưa từng gặp em bao giờ. Cây non trả lời: Có phải chị Gió không chị Gió ơi? Bộ chị không nhớ em hả? Lần đầu tiên chị gặp em mà. Chị Gió ơi, chị nhìn kỹ đi, em là Phân em bé nè. Phân em bé đã được sinh ra lần thứ hai dưới hình ảnh của một cây non. Từ bây giờ trở đi, Phân em bé có thể ở đây thật lâu để chờ ba. Và tối hôm đó, cây non đã có một giấc mơ tuyệt đẹp. Nó nằm mơ được gặp lại ba của mình. Chung em. Cảm ơn bạn. Nước không? Uống. Xin lỗi nha, đợi một lát nữa Lâm Chi nó ngủ á, cô canh cô tháo sợi dây ra cho. Dạ không sao đâu cô, chắc tại là Lâm Chi có tình cảm nó mới vậy thôi à. Thì đó, cái con nhỏ này nè, tính tình nó ương bướng vậy chứ thiệt ra nó sống tình cảm lắm. Cô chỉ sợ là Tâm Anh nó đau, nó thấy phiền thôi. Dạ không sao đâu cô. Để về gặp thằng Nguyên đó chứ. Cái thằng này bữa nay không biết giận dỗi cái chuyện gì, đi mấy ngày rồi không chịu về nữa. Bữa nay con có rảnh không? Giúp giùm cô với. Dạ, sao vậy cô? Con giúp giùm cô chạy qua nhà thằng Quang, kêu thằng Nguyên về đây giùm cô nha. Dạ, dạ, con đi liền. Ôi, Tâm ý. Ngủ ngon nha Nam Chi. Ê Tâm Anh. Lên đây ngủ chung với tao đi. Nhưng mà bạn đâu có thích mình nằm trên giường bạn đâu. Tại sợi dây này thôi. Nó lẹ đi. Ôm một căn gói bông được chứ. Thích con nào lấy đi. Mình chọn cái này. Trời ơi, mà cũng biết chọn ghê. Ủa, mà con này tên gì vậy? Elizabeth. Tên gì dài ngoằng vậy, khó kêu quá à. Trời ơi, mà không biết hả? Tên vậy á, nghe mấy xoan. Mình đâu có thấy sang gì đâu. Nè, tao hỏi mày nha, giữa Lê Tâm Anh và Elizabeth, cái nào đẹp hơn?